riêng với chanh hả? Ủa sầu riêng là trồng nó cái ủ đó, chanh giờ trồng xen kẽ hay sao cô? Ừ. Kiếm mức là mất nhiều tiền hơn hả? Nhiều hơn. Nhiều hơn. Số kia là 3,5 triệu, nó phải 3,7, 3,8. Ờ vậy hả? Giờ con mới biết. Thì các bạn, bữa nay có cái cua bè gạo kiếm nước clip trồng sầu riêng. Con này SK 160 Sumitomo 160. Kiếm nặng tiền chắc là giống như là mối trồng mấy cái gốc đó, đây có rất là nhiều. Kiếm là múc cái đường thẳng bằng.
xem. Quay xe cuốc. Dạ. Dạ. Tại thấy anh em nút rất là đẹp. Dạ. Dạ. Ở đây mình trồng gì con? Sầu riêng với chanh. Sầu riêng với chanh hả? Ủa sầu riêng là trồng cái ủ đó, chanh giờ trồng xen kẽ hay sao con? À, mô nhỏ là chanh, còn mấy anh đây sầu riêng, mấy anh kia chanh hả? Rồi bự sầu riêng. Còn mấy mô sầu riêng. Còn nào chanh? À mấy mô nhỏ 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 đó nè. Ừ. Đây nè. À cái mô nhỏ cầm cái cây. Ừ. Cây đó. Dạ dạ. Dạ, quay để cho người ta thấy cái cảnh mà mình lên clip mình trồng cái clip của mình đó là sao á. Anh ở đâu ạ? Dạ con ở gần nước. Không ạ. Sao cô không trồng mít, trồng sầu riêng con? Đây lấy trồng mít nhiều. Dạ. Bên kia là móc cái mương lên clip nữa là ấy hả con? Dạ. Hồi này trước cũng trồng lúa gì con? Thấy ta múc rồi ghét thôi đó hả? Dạ. Này có cái gạo kiếm này nó múc cái mương nó đẹp thẳng băng à. Dạ 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 đó, còn cái này nó múc tới đâu là nó thẳng băng tới đó. Dạ. Ủa vậy hả? Múc gạo kiếm là mướn gạo kiếm múc là mất nhiều tiền hơn hả? Nhiều hơn. Nhiều hơn kia là 3,5 triệu, nó phải 3,7 triệu, 3,8 triệu. Ờ vậy hả? Dạ, giờ con mới biết. À cái này múc đẹp hơn mà. Con nói mướn mà múc bằng gạo kiếm này là mắc hơn mấy trăm ngàn so với cái gạo bình thường. Thấy cái ụ nó cao quá trời luôn. Móc lên vậy chừng nào mới trồng con? Dạ, cái đất này nó khô là trồng. Múc cái đường thẳng băng là trời, cái mương thẳng băng.
ở chính giữa rồi cầu riêng rồi cái bờ đanh là trồng mít ha. Đây coi bờ đanh nè, thấy trồng mít nè. Riêng với chanh lớn này trồng sầu riêng nè, còn cái ụ nhỏ nhỏ này là trồng chanh xen kẽ vậy, bờ đanh thì trồng mít. Hốt lên mặt là bỏ lên cái ụ đó lên gốc sầu riêng chanh là mấy ụ nó nhỏ đầy nữa hả, sầu riêng ụ vừa số hình ảnh gửi đến các anh chị và các bạn về cái cô bé gầu kiếm đang múc đất lên liếp sầu riêng. Có cái gầu kiếm này múc cái mương thẳng bằng đó. Rồi bye bye các bạn nha, có mọi cái góp ý comment xin các bạn comment để góp ý để mình làm video hay lâu lắm mình mới gặp cô bé này. Rồi, cảm ơn các anh chị các bạn đó.